Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin trân trọng kính chào quý bà con xa gần, quý vị và các bạn. Bên nghĩ chắc bà con biết ngay đây là đâu. Đây là phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương thơ mộng dịu mát của Huế. Chiều hôm nay thì cũng rất vui bên được một khán giả thân thương hẹn về đây để giao lưu nói chuyện hàn huyên. Anh cũng từ Úc về. Và cái công trình này là một cái đài hoa sen ở trên sông Hương Huế, nhà hàng sông Hương. Bây giờ xin mời bà con, quý vị và các bạn, chúng ta cùng với mình đi lên cái tầng trên cùng, tầng 3, tầng trời luôn đó. Mời bà con, quý vị và các bạn, chúng ta ngắm cầu Trường Tiền, con đò thuyền rồng đang lững lờ trôi nhẹ trên dòng sông trong cái làn gió mát rất là dịu tạt qua, con người bình thường rất là thoải mái. Đây là những cái chương trình phục vụ tiệc thôi nôi, ấn tượng Việt vân vân được để sẵn. Kính chào quý khách, bây giờ go up tầng 3. Đây cầu thang máy ấy. Dạ không, thang bộ. À thang bộ, đi cầu thang bộ từ tầng 2 lên. Bên đã lên đến tầng 3 rồi. Ôi giời lần mạc. Tuyệt vời luôn bà con ơi. Trên này thì một cái view rất là thoáng. Cầu Trường Tiền. Rồi cũng thấy lại hình ảnh con đò lững lờ trôi. Đây là cái quang cảnh trên tầng 3. Lúc này còn ít khách. Nhìn xuống dòng sông, chúng ta thấy trời Đông Ba. Nhìn về Gia Hội, về Cồn Hến, đập đá. Đây là bàn đồng đội của mình. Chào anh. Giới thiệu bà con, đây là anh Phước from Australia. Chào thủ quỹ. Hôm nay thủ quỹ sướng rồi ấy. Được lên ngồi trên trời luôn, trên tầng 3 luôn. Tương lai là hiện tại đang ba chỗ của hai đứa con. Nhưng mà mai một không biết ba chỗ mấy đứa nữa. Lừa lâu rồi đó. Kinh nghiệm nghề. Anh Phước, anh cho bà con biết là giờ anh ở cái thành phố nào bên Úc không? Thành phố mấy bên Victoria. Tình hình Victoria. Thành phố đó như thế nào anh? Thành phố đó thì là... nó thuộc về như ở Úc thì nó là thuộc về của một trong hai thành phố lớn nhất của Úc. Của Úc ra ba con Huế hoặc là Việt Nam mình ở Úc có nhiều không? So với Mỹ thì không bằng, nhưng mà nếu so các nước thật thì ở Úc nó nhiều. Nhưng mà có cái là họ tập trung lại, người Việt mình hay sống dồn dồn lại với nhau, ít có tách rời á. Thật ra ở đó nó có ba khu vực là có những người Việt đông, ví dụ Richmond, Springdale, về Footray, ba khu vực là người Việt đông nhất. Chỗ đó là mấy Tây đôi với bạn hàng là bắt buộc phải học tiếng Việt hết, nó phải nói tiếng Việt nữa. Em cho anh hỏi là nhà hàng mình thường mở cửa lúc mấy giờ? Dạ, bên em mở cửa từ 10 giờ sáng. Từ 10 giờ sáng, dạ. Còn tối thường mấy giờ? Tối khoảng là 10 rưỡi hoặc 11 giờ là bên em. Từ 10 giờ sáng đến khoảng 10 giờ tối. Thưa quý vị, lần đầu tiên là lên nhà hàng sáng ở Huế này. Lần thứ hai. Lần thứ hai à? Đi lẹ hỏi kỳ vậy sao? Đi vào ăn nào rồi, tưởng đi ăn nào. Thưa quý vị, cho ý kiến rồi, được rồi. Lên đây như thế nào? Chỉ chỗ ngồi view là quá đẹp. Ăn là quá sáng trọng. Vấn đề là có mini để mà chi trả. Được, rất là thực tế. Hướng này thì chúng ta ngắm về đập đá rõ hơn cái khu vực phải nói là giàu nhất của Huế. Nhiều khách sạn sang như là Century, Hương Giang, Mường Thanh vân vân, và một cái bến thuyền rất là thân thương từ xa xưa. Bây giờ là nhiều cái chiếc thuyền nó sắp rất là đẹp, nhìn từ trên cao thì chúng ta có cảm giác như là một cái dải cá tươi. Bến thuyền tôi không nơi đậu nè bà con du khách phương xa, du khách đi ngắm sông, dạo mạc trên sông Hương nghe ca Huế.
Trời ơi, hôm nay chúng ta thấy mây mọc rất là đẹp, một buổi chiều mát. Ngày mai nghe có tin trời mưa, bắt đầu mưa dài ngày. Anh Phương ơi, em thích đi Úc lắm. Hoặc là đi Mỹ, nhưng mà đi Mỹ thì mưa sợ khó. Anh có chiếu chứ chị cho em đi Úc có em không mà có đồ cái đấy. Có chiếu luôn. Là chọc là chọc công an á. Mà nhanh được thì muốn tổng cái thứ mà tôi ấy đã khởi nên chẳng đi cho rồi thằng lên là đi được. Khỏe không? Vô chiều. chiều bị đập cho một trận cho đã đời rồi nhục cho 6-7 năm rồi. Hiểu ý anh Phước, nhưng mà cái chiêu nữa chiêu khổ nhục kệ sợ chiêu không nổi. Cho bây giờ đi du học Úc dễ quá. Dễ, bữa nay dễ quá rồi. Dễ. Nhưng mà chi phí trang trải trung bình bao nhiêu sợ là kinh tế? Bữa nay chi phí của nó đủ kiểu, đủ kiểu. Ví dụ như học sinh, lớp nhỏ mà cờ tiểu học đó, thì chi phí nó khoảng cờ chục ngàn. Mà lập lớn lên khoảng cờ tới lập 12 thì khoảng cờ 20. Chục ngàn học. Úc. Ừ, chục ngàn Úc. Khoảng 150 triệu một tháng. Khoảng đó, một năm. Một năm hả? Khoảng đó, ví dụ lên lập 12 từ trung học thì là khoảng cờ 20 năm khoảng khủy đó. Nhưng mà bây giờ bữa nay bên đó nó có thêm một cái diện nè. Có một số tuổi á, mà xin đi qua du lịch bên đó qua 3 tháng sống á, bắt đầu nó xin qua đi theo cái du học, nhưng mà học tung có 2 ngày thôi là nó đóng một tung là 180 đồng, chỉ học 2 ngày, còn thời gian lại là đi làm. Mình làm gì là chuyện của mình, đi cua gái được nó đâu nói đâu, còn ngon thì đi cua gái tây được thì cứ đi cua. Nhưng mà nói yêu cầu tiếng Anh của cáo thì nếu mình tiếng Anh không biệt không có thì mình đi học tiếng Anh. Và là đi học tiếng Anh trước? Đó, học tiếng Anh trước 6 tháng. Nhưng mà trong thời gian đó là mình có thể đi làm ngoài mà kiếm tiền bù vào chi phí học tập không? Được không? Cái nghề mà có như tất cả mọi người đều làm được hết là đi làm phạm. Đi làm nông. Cái này cần tiếng Anh ít. Đó là nghề gì? Làm nông là khả năng một tháng khoảng bao nhiêu Úc? Tùy theo khả năng của mình. Thường thường thì bây giờ tùy theo khả năng và tài năng của mọi người. Thường thường thì có như là được 10 ngàn khoảng không? Một tháng tùy theo, đó nói tùy theo. Nếu mà đi làm một bình thường thì khoảng 3-4 ngàn. Nhưng mà nếu mà yếu là khoảng 3 ngàn. Khoảng 3-4 ngàn, nhưng mà còn có những người tài năng, tùy theo tài năng của mình nữa. Có người họ làm cũng 10 ngàn, cũng có 7-8 ngàn, cũng có tùy theo mỗi người một khả năng khác nhau. Được đấy. Mỹ có chứ, nó có lắm néo chứ. Nhưng mà cái bên Mỹ á, là về ngành phám á, là tụi Mỹ tới cơ. Tụi Mexico á, tôi bên Mexico về tới Nam Mỹ đó, nó quá nó làm như cái đó rồi, người Việt bên không chịu làm này, làm cái bên farm không làm nông, thật ra nhào vô mấy cái việc khác, thành ra mới thấy là sao mà neo nhiều. Còn bên cái thằng Úc này đó, là người Việt mình làm farm nhiều rồi neo cũng có, hiểu không? Đó, tại vì cái dân tộc nào tới mà dân tộc nào mà nghèo á là thời dân tộc đó là hay làm farm. So với bên kia dân tộc mình mới tới, thành ra nó nghèo hơn người ta. Thật ra mình làm sao? Cô với tụi bên Nam Mỹ nó dành mất tiêu rồi. Thật ra mình ăn quá đó là mình phải đi làm những nghề khác như nào rồi. Nhưng mà bên Mỹ á, là làm việc là rạo riệt hơn bên Úc. Bên Úc là làm tà. Còn dân Mỹ làm dữ lắm. Tại vì anh có mấy người đứa em làm bên Mỹ á, nó ở bên Mỹ á, nó làm dữ lắm. Làm mình không lao không số không. Dân của Việt Nam này á, có mấy đứa ở bên này quá bên chỉ bên Úc thôi là nó nói á, là những người mà giỏi làm giỏi ở bên Úc, Việt Nam này là quá bên kia thuộc là trung bình về dở của bên Úc, mà dân Úc á, mà quá từ bên Mỹ nữa là cũng vậy đó. Mà ai kinh tế còn yếu thì có thể là làm farm. Nó có nhiều cách. Đi học có thể là 2 ngày thôi. Thời gian còn lại là đi làm để có cái chi phí nộp học phí. Như vậy thì mai một em đăng ký, anh giúp em là đi học tiếng Anh. Rồi rảnh là em đi làm farm. Anh ơi. Còn không ở Bình. Khi mua mà rảnh nữa là em mời anh đi nhậu. Em biết sao không? Giờ em đi tới mấy trường đại học á, em coi đứa con gái nào á. Mà nó nhà nghèo á, nói giờ mình làm giấy kết hôn,
bên bỏ tiền bên làm vậy cho nó du học, bên nó đi qua du học ở bên đi theo. Dạ rồi, lúc này là phải coi như là đi vót về vừa rồi đấy chứ. Đây là món mì xào hải sản của bà con. Mời bà con cùng quý vị chúng ta thưởng thức. Bước đầu tiên là chờ có cái cách múc đặc biệt phải soạn soạn lại nè, đó là bỏ vào nè, chưa thấy món gì cả. Huế phá Tam Giang cũng giới thiệu đặc sản của Tam Giang này, các loại cá, cá mú, cá nấu, cá dìa, rồi món hấp dẫn tiệc canh cua, salad Hy Lạp. Sashimi, vâng vâng. Cái vị các loại cá, súp, ốc, hàu, ba ba, ếch, lương, bò, heo, dê, tôm, mực, cua, gà, gà, rau, rồi là lẩu, cơm, mì, bánh Huế tráng miệng, nước trái cây, sinh tố, sữa, nước ngọt, rồi trà, cà phê, bia, móc tai, rượu văn ly, rượu văn đỏ, rượu văn trắng, rượu mạnh, rượu ly, spirit, long drink. Lá mẹ được chứ lá. Khá là nhiều món. Ếch chi rẻ? Ếch rang hay là ram? Rang hả? Ếch rang lá chanh. Thầy cũng vang vang hấp dẫn ha. Nhìn thấy đẹp đây. Là chanh này, có xà đây chứ. Xà. Rồi là ở cà chua, xà lách, dưa leo này đủ ha. Gọi là đổi tên là đi, ếch rang tổng hợp. Rồi bây giờ mình ăn cái chị đây này. Ủa cái này gọi là cái ảo của ếch bà con. Thầy ngồi dùng giòn giòn ra đây. Rồi cầm tay cho nó hoành tráng. À, cho nó khi thế. Cái đường giòn. Tiếp theo là món cá chân nữ nghệ. Nhìn nó vàng rồi mà pha lẫn với màu đen hấp dẫn. Thầy bên cạnh là có thêm cái muối là muối ớt xanh. Tôi xin phép anh Phước, em thử được anh Phước à. Làm cái này cho một tròn tròn mấy bà con này, mềm mềm đi. Đi mới hấp dẫn, út ra làng động. Không ăn coi như phòng tay. Chậm này. Ấm nóng lại mình là tại sao bên vừa chậm đưa được nước miệng mình. Dạ, thì nóng vừa nóng đó chứ mình đâu còn nóng đâu mình sợ. Mấy bà con thử sao như thế nào? Béo. Cà nướng nhúng giòn. Sau khi thưởng thức một vài món thì cầu Trường Tiên đã lên đèn khoe sắc rồi. Cái chỗ trên đây được 300 mét vuông ấy. Anh ăn chắc khoảng đó.